Xin chào mọi người nha. Hôm nay nhà mình có dịp đặc biệt là anh cả mình có mặt này và hai bác ở xa về. Giấy ăn đi hả? Chú ơi, giấy ăn hồ, giấy ở trên đấy cũng vịt nấy. Ngày hôm nay là mình với bố Phóng là đã và anh Đạt nhà mình đấy. Cả nhà mình đã chuẩn bị nấu một bữa thiên về thịt chuột người nên mình không ăn chuột nhưng mình không sợ chuột nên là mình có thể nấu được cùng bố. Nhưng mà Diễm Su mà vào đây là khả năng là dễ anh đạch luôn tại vì Diễm rất sợ chuột đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay ăn cái gì anh? Em thấy dòng. Nhưng mà hôm nay Diễm là cho bún đi khám, em bún khó khè đấy không có nhà. Tất cả tối nay là lên mình nấu cơm ấy thì là bố Phóng mình hai bố con đã bắt tay nấu mà mình lên trên khoai lên chiên. Còn đây là bố đang chuột này là mình ướp cũng không biết là có vừa vặn không. Là bố đang nướng đang quay chuột đấy. Còn món chuột luộc thật sự mình nhìn nó rất là sợ, nó cứ trần truồng như là con nhộng ấy mọi người ạ. Nhìn cái hàm da, nhìn cái làn da của nó đúng là giống da của gái 18 nhưng mà mình không ăn được. Và hôm nay là một món mà mình làm là món gà quay mọi người ạ. Đây. Mình chưa mở ra đâu, mình xong rồi mình thử mở xem là nó có thành công hay không. Gà chiên không dầu. Wow. Xem nào. Ui, giòn lắm mọi người ạ. Giòn lắm luôn ấy. Đấy. Không bị cháy là mọi người nhá. Nó vàng ấy mọi người ạ. Đấy, tí mình sẽ ấy thêm một lớp dầu nữa. Đó. Rất là nhiều món người kia rồi xào lỗ rồi các thứ nữa. Chuẩn bị các bác đến ăn cơm. Để các bác phải chơi bác anh chuột của bố mình. Đây, để ăn cả. Món gà của mình chín chưa ạ? gà chưa, em không biết, tí em tí mới lại. Em làm gì mẹ? Mẹ mình đang rửa đồ. Nhà mà mình thì em không sợ nhưng mà em không ăn, Diễm nó sợ. Diễm sợ chuột. Chưa được anh cứ để cho nó giòn giòn á. Không hiểu sao cả nhà mình, bố mẹ mình ăn được chuột, các anh cũng ăn được. Hai cô con dâu thì không dám ăn. Đấy. Không dám ăn chứ phải là không ăn được. Em nhìn nó chả hấp dẫn một tí nào luôn ấy. Mùi thơm lắm tí. Giờ em cũng ngửi thấy mùi thơm ấy. Ý là nhưng mà thịt chuột đấy. Không biết quay cái này có bị sao không nhỉ? Cái là bây giờ kiểu sợ nó hạch chuột thì ăn lâu lâu rồi thấy nó để đấy về rồi. Thế nó hả? Chứ hồi xưa anh cứ để em ấy khoai xong rửa anh cả đây. Xong rồi anh bắn cho em vài câu gì để em quay nó ra mà. Em cho cái này vào chim trên này không có. Nhà mình còn mất điện cơ, vừa có mất điện cơ. Không, cứ để đấy, không có điện mà. Tí con nữa. Cầm máy đi em. Khoai tây chiên, chuột luộc, khoai tây chiên, đỗ xào, cũng may là nó toàn những món đơn giản, không phải cầu kỳ nhiều nên nó nhanh, không phải đi làm cỗ. Đấy gần như là cỗ rồi thì nó. Nhưng mà với cả hơi lẩu. Vất vả nào, cái này nhiều món. Lẩu thì bê mấy lượt thì hết. Đấy, nó nóng, có đèn lẩu không? Chán. Hai ngày lẩu. Cái đấy còn cho đĩa sau. Nhưng mà giờ giả vờ thì chuột của Diễm mạnh mình thì không ăn. Ý là nhà mình đang lên bán nhau là đủ dấu cái thịt chuột này bảo thịt gì
Bây giờ phải dưới vào trộn lẫn vào thịt gà nữa cái. Không, cái da len. Kinh này thì trượt băng vào da len không ý là kẹp vào cái len kìa. Có chuột này thì gà, còn đấy nó lại không ăn thịt gà hả? Có ăn, mẹ có ăn mà. Có ăn gà rán, mẹ gà mà. Gà rán thôi, nhưng chuột rồi, nhưng gà rán. Không quay được.